và Lắc, hãy đợi đó. Không bao giờ được siêu thoát. Lúc ta còn sống. Khoan tí xí. Cái này là lúc bà còn sống mà. Bà có thể chọn giao diện nào đó xinh đẹp hơn được không? Không thể. Đó đã là nhan sắc vốn có của ta rồi. Ok, tiếp đi. Lúc đó ta đã vô tình tìm được một quyển sách cổ về bí kíp nấu ăn ngon. Trong đó có nói đến một món ăn được kết hợp độc đáo giữa sườn và chanh, nên ta nhất định phải nấu được món ăn này. Lúc nấu thì ta lại quên mất nguyên liệu ớt và chanh, nên ta đành phải ra ngoài để mua. Ồ, đậu hũ. Một chén. Ăn một chén. Ông nấu đi ăn một chén. Đói, một chén rồi. Bất hạnh đây, ta gặp một tai nạn bất đắc kỳ tử. Chết cũng lâu nên nói tiếng Việt cũng rành dữ ha. Rành cưng. Rồi chị ám ta mà. Mỗi lần chị nghe hả, chị hù đứa nào xong nghe nó la lên hả, cứu tôi với là chị biết help me. Rồi chị cứ ở trong xó đó nghe vợ chồng con cái ta hủ hỉ tâm sự, chị biết tiếng Việt luôn. Giờ chị nói rành như người bản địa nè, thấy không? Hay quá. Chua gì? Chua dữ. Mà mày ăn ngon lành. Ma cỏ mà ăn đồ thiệt của người sống vậy hả? Trời ơi, tại chị Linh. Chị buồn quá bé. Sao buồn? Chị vẫn chưa nấu được cái món ăn đó. Chị không cam tâm chị đi siêu thoát. Em đồng cảm với chị. Bây giờ có ớt với chanh rồi, chị đi thực hiện tâm nguyện của mình đi. Sao con trang vậy nè? Thì đúng rồi,
cuốn sách này đã tồn tại hơn trăm năm rồi, cho nên là chị cũng phải tính tới cái trường hợp là nó bị ướt, bị ẩm, mà bị mọt ăn, bị rách, bị hư chứ. Không được, không được bối mọt ăn, không được rách hư. Trời ơi, nếu không có nó, không còn công thức, làm sao chị biết cách kết hợp giữa sườn và nước cốt chanh chua chứ. Trời ơi, còn có phục trang một, nó ghi gì nè, có sườn thêm chanh chua ngon thần thánh, ngon lắm á nha. À, nó ghi như vậy, làm sao biết như thế nào mà nấu. Ông trời ơi, đối xử với tôi như vậy cũng bất công quá hay không ạ? Em, chị đang buồn em cười vậy là vô duyên đó. Không phải, em cười là bởi vì em biết cách kết hợp hai món này lại. Thiệt hả? Ừ. Cách gì? Nè! Cái gì đây? Trời đất ơi, cái này lúc mà chị còn sống nó chưa có. Nhiễu. Trời ơi, sao nhiễu dữ vậy chị? Cái mùi thơm bốc lên chua chua chị thèm. Nó nhiều lắm. Em kìa, mở cái miệng em. Chín chưa? Chín rồi. Chị hứa, chị ăn ly mì này xong, chị cam tâm tình nguyện siêu thoát. Em mời chị. Được yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa. Người dám giành đồ ăn của ta, tâm nguyện của nhà ngươi. Và thế là Valak vẫn mãi mãi không bao giờ siêu thoát. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng vẫn là có sườn thêm chanh, chua ngon thần thánh.